Cho nên cơ trời đi rất là chính xác và rất là đúng. Nhưng mà cơ trời đi nó quá cao siêu, người thường á nôn nóng và mong cầu tham lam, khó mà nhẫn nại chờ lắm. Cứ nghĩ là nó là hư ảo, sẽ không bao giờ hư ảo. Cũng giống như con làm một cái bức tranh mà phu sồ nhỏ nhỏ mà ghép lại đó, bây giờ thiếu một miếng nhỏ xíu á, cái bức tranh cũng không thành hình nữa. Cái bức tranh cuối cùng là gì? Đức Huỳnh Phú Sổ sẽ tái xuất hiện, thầy Minh Dương trong cái sấm cơ cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà muốn có cái đó thì phải có cái tiếng sấm. Nếu không có tiếng sấm, sư phụ cũng sẽ không có về được Việt Nam. Tại cả cái thế giới này cũng chả ai tin nữa. Bây giờ đã hai tiếng sấm rồi mà họ chưa tin. Mà giàu cho dịch mà có nghe sấm, nó điếc rồi, nó cũng chẳng tin nữa. Trừ khi nào á, người ta vô cái bồ nép á, người ta bắt con chuột á, là mấy thằng tham nhũng á, nó ăn mập như này, nó bò không được, cái chân nó bị thụt vô trong cái bụng luôn á, thì con lắm cái đuôi nó còn ra thôi. Bây giờ nó đang sung sướng sức mấy mà nó tính. Con có hiểu không? Đức Thầy sẽ xuất hiện, sư phụ sẽ xuất hiện. Cho nên sư phụ hôm nay đọc cái bài này: tiếng sấm nổ sa hà biến động, thất tướng trần quỷ lộng sang hà. Thì bảy ông tướng hay là quân khu bảy, hay là ông nào mà cái thứ của ông là bảy cũng không